Thế kỷ 20 mang trong mình những chí khí ấy, hành trình ra đi tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ thiên tài Nguyễn Ái Quốc đã mở ra một con đường mới mà người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng đã thay lời thế hệ thanh niên ngày ấy khẳng định. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Ngọn lửa yêu nước đang hừng hực cháy, cộng với những yêu cầu của lịch sử đặt ra nhiệm vụ phải đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tháng 6 năm 1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đó đổi tên thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Chí Thanh làm chủ tịch. Một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước là tiền thân của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 8 năm sau ngày ra đời, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã kêu gọi hàng ngàn thanh niên tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Chiến thắng lớn làm nức lòng quân dân, càng thôi thúc những đoàn viên, hội viên, thanh niên đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những ngày sôi sục ấy, Đại hội lần 2 Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức vào ngày 15 tháng 10 năm 1956. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm chủ tịch đã vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và huấn thị. Với ý nghĩa đó, ngày 15 tháng 10 trở thành ngày truyền thống của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đây, tiếng gọi cùng nhau lên đàn đã trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, lời xung phong vào nơi đạn lửa, thể hiện khí phách của tuổi trẻ Việt Nam, tô thắm tâm hồn Việt Nam. Ngọn cờ hội đã phất cao, mang theo tinh thần của bao lớp người đang hướng đến ngày độc lập thực sự cho Tổ quốc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã động viên lớp thanh niên hăng hái tham gia từ phong trào thi đua tổng quân giết giặc lập công, đẩy mạnh chiến tranh du kích, đấu tranh chống đàn áp, chống bắt lính, đòi tự do, dân chủ, hòa bình trong các đô thị lớn. Phong trào của thanh niên đã bùng lên mạnh mẽ với ba sẵn sàng, năm xung phong, với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ngày đất nước thống nhất, hội lại dương cao ngọn cờ hòa bình tập hợp đông đảo các thanh niên tham gia phong trào mới, hòa trong không khí đi lên của đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam mang trên vai truyền thống đấu tranh cách mạng của cha anh, tiếp tục dấn thân vào các phong trào tình nguyện hơn nữa, tình nguyện ra biên giới, hải đảo để bảo vệ vùng trời, vùng biển, tình nguyện ra công trường tham gia kiến thiết đất nước, tình nguyện chung sức chung lòng để mang tình thương, trách nhiệm, kiến thức đến sẻ chia ở các vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ đó có sự góp mặt của các trí thức trẻ, thanh niên công nhân, sinh viên học sinh, thanh niên lực lượng vũ trang cùng nhiều bạn trẻ khác. Tất cả cùng ra sức gieo trồng tương lai xanh từ những việc tốt, ví như hạt mầm nhỏ, tất cả vì tương lai rạng rỡ cho nước Việt. Năm 2021 là năm có nhiều dấu ấn. Màu áo thanh niên lan tỏa khắp các mặt trận. Ngay từ đầu năm, tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở rất sôi nổi với các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình Tháng 3 biên giới, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai những mô hình, giải pháp mới, sáng tạo góp phần thực hiện hiệu quả đề án nâng cao nhận thức và năng lực để xây dựng Bến Tre xanh giai đoạn năm 2021-2026, gọi tắt là đề án Bến Tre xanh, cùng với chiến dịch Bến Tre trong tôi. Nổi bật là các hoạt động chăm lo thanh niên công nhân, hoạt động hướng đến thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế trên địa bàn, đã góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Song song đó, nhiều những công trình giao thông nông thôn, công trình phần việc an sinh xã hội luôn có sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của cán bộ, hội viên và thanh niên tỉnh nhà. Có thể kể đến như vận động xây tặng 73 nhà tình thương cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bê tông hóa 14 tuyến đường, bàn giao 4 cầu giao thông nông thôn, trồng mới 9.515 cây xanh, vận động hiến 1.750 đơn vị máu. Các hoạt động đã tạo được hiệu ứng lan tỏa, sự đánh giá cao của người dân tại các địa phương. Tiếp đó là những tháng ngày mà cả hệ thống chính trị căng mình chống dịch. Thanh niên Bến Tre cũng đã rất sôi nổi, nhạy bén trong chuyển hướng tổ chức hoạt động, thể hiện sự thích ứng cao của tổ chức hội. Càng khó khăn lại càng thấy được sự quyết tâm cùng tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Tổ chức hội trong toàn tỉnh đã phối hợp với đoàn cung cấp, thành lập các đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch. Nhiều mô hình của thanh niên triển khai thể hiện được tính tiên phong, sự thích ứng và tinh thần tương trợ. Như mô hình tiếng loa thanh niên, siêu thị không đồng, kết nối tiêu thụ nông sản Bến Tre trong mùa Covid, hướng về thành phố mang tên Bác, đội hình shipper áo xanh xứ dừa. Tất cả đã góp phần cùng hệ thống chính trị tỉnh nhà đưa Bến Tre trở về vùng xanh, đồng thời chi viện, hỗ trợ lực lượng cho các tỉnh trong khu vực.
các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực sự tạo dấu ấn lớn, làm tiền đề quan trọng để thanh niên khẳng định bản thân, góp phần xây dựng Bến Tre phát triển năng động, bền vững. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên, giúp thanh niên luôn sống đẹp, sống có ích, tham gia hưởng ứng thật hiệu quả nội dung phát động đợt thi đua đồng khởi mới, tuổi trẻ Bến Tre tích cực tham gia giữ vững vùng xanh. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động từ cuộc vận động của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong từng bước đi, vẫn còn những khó khăn, thách thức, song phát huy truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thanh niên Bến Tre hôm nay sẽ nguyện một lòng đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu ấy, vượt qua mọi khó khăn góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, đồng khởi mới, hiện thực hóa, khát vọng, sánh vai.